Và vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ sale các mặt hàng quần dài, cả quần kaki, quần mặc ở nhà cho quý anh chị chúng ta lựa chọn với mức giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị là một thiết kế quần kaki tông màu kem. Với sản phẩm này các bác có thể là lựa mình mặc đi chơi đi làm. Với em này thì cái form dáng của mình sẽ là một cái form tương đối ôm, chất liệu kaki dày dặn và nó sẽ là có cái độ co giãn rất là tốt. Mã của sản phẩm này sẽ là mã H320, chiều dài là 106, bụng là 76, đùi là 23 và ống là 15 cm, size 29 này. Các bác nào chúng ta vừa phạm với thông số của sản phẩm thì chúng ta nhanh tay chúng ta lựa cho em này một thiết kế quần kaki rất là thích hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm, thiết kế đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta có thể là đựng ví tiền điện thoại, mã H320. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần với tông màu nâu. Với sản phẩm này các bác cũng có thể là sử dụng để mặc đi chơi đi làm được luôn, thiết kế rất là lại nhã nhặn lịch sự và mã quần này sẽ là H321, chiều dài là 91, bụng là 68-82, đùi là 26 và ống là 18 cm. Ở size quần này sẽ là tầm size S này và cái form dáng của mình sẽ là cái kiểu form dáng suông, ống không quá rộng, cái kiểu ống của nó sẽ là kiểu ống đứng, ống côn. Và cái phần đai, cái phần cạp của mình này, cạp sau là cạp chun co giãn tốt, cạp đằng trước thì sẽ là có cúc có khóa rất là cẩn thận và cũng có đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Mã của mình sẽ là mã H321 này, tông màu nâu rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu ghi. Con này thì có lẽ là sẽ thích hợp cho bác chúng ta trung tuổi muốn mặc những cái kiểu phong cách nó trưởng thành thì chúng ta lựa chọn em này, nó sẽ là cái kiểu phong cách nó hơi giả dặn một tí. Mã của mình sẽ là H322, chiều dài là 95, bụng là 80, đùi là 27 và ống là 17 cm. Form dáng của mình cũng là một cái thiết kế form dáng suông, cái ống nó sẽ không bị quá rộng cũng không là quá ôm nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng em này, mình mặc đi chơi đi làm đầy đủ cúc khóa, làm rất là cẩn thận tỉ mỉ và các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và cái phần cạp này nếu như mà rộng chúng ta có thể sử dụng thêm dây lưng nếu mà cần luôn. Và túi trước túi sau cũng rất là đầy đủ, lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ cái tông màu cũng như là cái chất liệu của sản phẩm này. Mã của em này thì sẽ là mã H322. Các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Si. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng với tông màu ghi. Em này sẽ là kiểu cái tông màu ghi đậm, mã H223, chiều dài là 98, bụng là 76, đùi là 26 và ống là 17 cm. Dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc size quần khoảng 28 thì có thể là lựa cho em này một thiết kế của nhà Eline. Bên trên này có một cái tem bằng kim loại này và form dáng của mình cũng là một cái form dáng tương đối ôm gọn gàng. Và bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự nhã nhặn mà đơn giản thôi thì quý chị chúng ta có thể sử dụng em này một thiết kế quần kiểu dáng quần Âu này. Các bác có thể là phối hợp với cả áo sơ mi, áo polo hoặc là áo thun mà cũng rất là đẹp luôn. Và phía trước này cũng đầy đủ túi chéo cho bác sử dụng, đằng sau cũng có túi này, túi vuông cho mình đựng ví tiền khi mà đi ra ngoài. Ở một thiết kế quần rất là đẹp và cái độ mới của mình cũng còn rất là cao. Mã bên này sẽ là mã H223. Tiếp theo chúng ta H323. Và tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này thì sẽ kiểu hơi năng động một chút, nó sẽ là kiểu quần có bo chun ở phía dưới này, chun co giãn rất là tốt để đảm bảo là nó sẽ ôm gọn vào cái phần cổ chân của mình. Chất liệu con này sẽ là chất liệu kaki dày dặn và nó sẽ là có cái độ co giãn cũng khá là tốt như này. Và mã của sản phẩm sẽ là H324, chiều dài là 89, bụng là 74-82, đùi là 24 và ống là 12-15 cm. Với sản phẩm này quý chị có thể sử dụng mình mặc ở nhà hoặc là chúng ta có thể là mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok luôn. Thiết kế cũng khá là lịch sự nhã nhặn, cái chất liệu kaki này mặc lên form dáng rất là đẹp, đứng form trượt form. Mã H324 này cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ lại một chút toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng là một sản phẩm quần kaki tông màu nâu nhạt. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Bên trên cái phần cúc này cũng có dập tên của thương hiệu. Mã của mình sẽ là mã H325, chiều dài là 103, bụng là 98-104, đùi là 31 và ống sẽ là 18 cm. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông, kiểu quần của mình sẽ là kiểu quần ống đứng này, rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Bác nào mà vừa bạn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn, mỗi thiết kế chúng ta chỉ còn duy nhất một chiếc mà thôi. Như em này thì cũng là một cái sản phẩm cơ bản, đầy đủ các cái chi tiết cần có thôi. Nhìn chung cũng là một thiết kế hợp lý cho quý chị chúng ta có thể sử dụng mặc hàng ngày. Mã của mình sẽ là mã H325.
Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu xanh than. Cái này thì sẽ có mã là H326, chiều dài là 97, bụng là 92, đùi là 29 và ống là 21cm. Thiết kế cặp chui co giãn này và có thêm cho mình một cái đai khóa ở đây để quý chị có thể điều chỉnh cái phần cặp sao cho nó vừa vặn với cái phần với cái vòng bụng của mình. Con này thì cũng đầy đủ túi chéo trước này, túi đằng sau cho quý chị chúng ta sử dụng. Một thiết kế đến từ thương hiệu Gramercy, hàng rất là đẹp. Và cái form dáng bên này thì sẽ là một cái thiết kế form kiểu quần ống ống đứng, và nó sẽ là cái thiết kế ống đứng không bị quá rộng và cũng không quá ôm. Và các bác chúng ta cũng rất là hay sử dụng những cái thiết kế form dáng quần này để chúng ta mặc đi chơi đi làm này. Và cái độ mới bên này cũng còn rất là cao. Còn về mặt chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, hàng kaki dày dặn và là kaki mềm nên là mình mặc rất là thoải mái dễ chịu. Mã H326 tông màu xanh than, dễ mặc dễ dùng. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần với tông màu xanh lá, mã H327, chiều dài là 98, bụng là 72-94, đùi là 22 và ống là 14cm này. Cái phần gấu của mình thì sẽ là chất liệu của mình thì sẽ là cái chất liệu co giãn rất là tốt này. Và các bác nào mà yêu thích những cái form dáng gọn gàng mà muốn mặc thoải mái dễ chịu thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Nó khá là ôm nhưng mà cái chất liệu của mình là cái chất liệu co giãn tốt nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng. Nhìn chung thì cũng là một cái sản phẩm basic đơn giản cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, cạp chun co giãn tốt này, đằng trước này thì sẽ là trơn, ở mã sẽ là H327. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế quần với cái tông màu đen. Con này thì sẽ là một con quần vải cơ bản thôi. Và cái ống của mình cũng là cái ống đứng này. Mã của sản phẩm sẽ là H328, chiều dài là 99, bụng là 76-80, đùi là 28 và ống sẽ là 22. Một cái sản phẩm với cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải dày dặn. Và lại gần cho quý chị chúng ta coi kỹ cái chất liệu này. Còn những cái thiết kế quần vải tông màu đen này thì sẽ là những cái thiết kế cực kỳ cơ bản, cực kỳ truyền thống để quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc đi chơi đi làm rồi. Như sản phẩm này thì cái phần cặp của mình sẽ là cặp chu này, đằng trước thì có đầy đủ cúc, đầy đủ khóa cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Gujin và sản phẩm này thì sẽ là một cái sản phẩm còn rất là mới, phải nói em này là nguyên mới luôn, nguyên tai nguyên kiện cho quý chị luôn. Mã sẽ là H328 này, một thiết kế quần còn rất là mới và cái phong cách và cái form dáng của mình cũng rất là dễ để cho quý chị để chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với cái màu sắc khá là sáng này. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Mã H329, chiều dài là 99, bụng là 71, đùi là 32 và ống là 21cm. Ở đây cũng là một sản phẩm của nhà Gucci luôn. Form dáng của mình sẽ là một form ống quần khá là rộng. Form chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu kaki dày dặn. Em này thì sẽ là hàng không co giãn đâu nên là quý chị chúng ta mặc lên form dáng đứng, form chuẩn, form quần có sao là quý chị chúng ta mặc lên form dáng như vậy luôn. Mã của mình sẽ là mã H329 này, một thiết kế quần kaki tông màu kem, tông màu trắng kem đến từ thương hiệu Gucci. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng là một cái kiểu form dáng quần ống rộng này. Cái phần cạp của mình thì sẽ là cạp chun co giãn tốt và có thêm một cái dây đai cho quý anh chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cạp này. Cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo đằng trước này, túi đằng sau cho quý anh chị chúng ta tiện đựng ví tiền điện thoại khi mình đi ra ngoài. Mã của mình sẽ là mã H330, chiều dài là 99, bụng là 70-82, đùi là 29 và ống là 25cm. Một thiết kế quần cũng khá là cơ bản cho quý anh chị chúng ta lựa chọn, mình có thể là mặc ở nhà hoặc là mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok, khá là lịch sự nhã nhặn rồi. Mã H330. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng với tông màu kem. Em này sẽ có hai cái đường kẻ đen ở hai bên ống quần này và mã của mình sẽ là H331, chiều dài là 91, bụng là 80, đùi là 28 và ống là 15cm. Sản phẩm này của mình thì sẽ là một cái thiết kế quần với cái form dáng nó khá là ôm nên là bác nào mà muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này. Mặc em này mặc đi chơi đi làm thì sẽ rất là hợp lý rồi. Đằng trước đây thì có đầy đủ cúc khóa này, làm rất là cẩn thận tỉ mỉ nên là quý chị chúng ta yên tâm. Các cái thiết kế khóa kim loại như này, độ bền của nó rất là cao luôn. Và mã sẽ là H331, chất liệu kaki mềm và em này sẽ là hàng không có giãn. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với các cái sản phẩm có lẽ là sẽ thích rất là thích hợp để cho quý chị chúng ta lựa, chúng ta mặc ở nhà hoặc mặc đi chơi đi làm đây. Mã là H332 này, chiều dài là 97, bụng là 60-68, đùi là 27 và ống là 20. Em này cũng là một thiết kế rất là cơ bản basic thôi, các bác có thể là lựa mặc ở nhà mặc đi chơi đi làm rất là ok. Đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Mansing Square này. Trong này thì sẽ là tem mác đầy đủ xịn sò của thương hiệu thương hiệu đó. Quý chị có thể thấy thì đây sẽ là một cái thiết kế quần với cái phong cách kiểu form dáng suông, kiểu quần ống đứng này. Và cái chất liệu của em này sẽ là cái chất liệu hàng vải rất là đẹp. Bên trong còn có thêm một cái phần lót nỉ bông. Nó sẽ là lót cái nỉ cũng mỏng nhẹ thôi, không quá dày dặn đâu nên là các bác yên tâm chúng ta vẫn sử dụng được trong cái thời tiết hiện tại. Mã của mình sẽ là H332 này, tông màu đen rất là dễ mặc dễ dùng.
Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm cũng là một thiết kế quần tông màu đen. Đó, em này thì sẽ là một cái sản phẩm quần rất là nhẹ nhàng, lịch sự, đơn giản. Mã H 333, chiều dài là 82, bụng là 82 đến 90, đùi là 33, đùi là 32 và ống sẽ là 19 cm ạ. Đó, cái form dáng của mình, form ống quần của mình cũng là một cái ống khá là rộng, nhưng nó không phải là cái ống quá rộng đâu, nên các bạn yên tâm mình mặc lên cái form dáng nó cũng rất là đẹp. Ở chất liệu của mình nó sẽ là cái kiểu chất liệu pha kim mềm, không quá dày đâu, không quá dày dặn, chất liệu vải rất là bình thường để cho quý chị chúng ta sử dụng trong cái mùa hè thì rất là hợp lý luôn. Và cái cạp của mình sẽ là cạp chun co giãn này, nên là mình mặc sẽ rất thoải mái, dễ chịu, tông màu đen phối đồ rất là dễ. Mã H 333. Ra sao một chút cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng này. Với sản phẩm này quý chị có thể lựa mình mặc ở nhà cũng được, hoặc mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần cũng với cái tông màu đen. Và em này thì sẽ là một thiết kế kiểu quần ống sẽ hơi ôm một chút, với cái phần gấu được bo chu này, co giãn cũng tương đối là tốt. Mã H 334, chiều dài là 96, bụng là 84-94, đùi là 30 và ống là 15-18 cm. Quý chị có thể là mặc vừa. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo này, ở tag đen của Uniqlo rất là xịn sò. Những cái thiết kế của nhà Uniqlo thì bao giờ nó cũng theo cái phong cách kiểu nó tối giản, nó đơn giản nhất, nhưng mà cái chất lượng của nó thì lại rất là cao. Đó, hàng vải mà các thứ là rất là dễ chịu, thoải mái, nên là quý chị chúng ta cũng an tâm chúng ta lựa chọn. Và mã của sản phẩm này rất là H 334. Các bác mình yêu thích cái form dáng khớp này thì chúng ta nhanh tay liên hệ với nhà sành Lucy chốt đơn hôm nay. Sản phẩm tiếp, sản phẩm cũng là một thiết kế quần tông màu đen. Và form này thì cũng là một thiết kế gấu được bo chu này. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế gấu bo chu thì chúng ta có thể là lựa qua con này. Nó sẽ là những cái sản phẩm mà tạo cho mình cái form dáng quần rất là gọn gàng. Mã H 336, chiều dài là 99, bụng là 84-94, đùi là 29 và ống là 15-18 cm. Quý chị có thể mặc vừa. Với cái form này thì quý chị chúng ta yên tâm là mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu luôn. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu có cái độ dày vừa phải, đảm bảo là mặc lên cực kỳ thoáng mát để quý chị chúng ta sử dụng trong cái mùa hè năm nay. Mã của mình sẽ là mã H 336 đây. Quý chị có thể coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến một thiết kế quần cũng với cái tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế quần form dáng suông. Thiết kế quần form dáng suông, chất vải của mình sẽ là cái chất vải rất là dày dặn, thấm hút mồ hôi tốt mà và mặc cũng rất là thông thoáng. Mã H 337, chiều dài là 96, bụng là 66-80, đùi là 30 và ống là 24,5, size M này. Và cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun co giãn, có thêm một cái dây đai ở đây cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Ở trong này sẽ là tem mác của sản phẩm này. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế đơn giản nhẹ nhàng như thế này thì quý chị chúng ta có thể chốt đơn em này. Mình vừa có thể là mặc ở nhà thôi, hoặc là chúng ta mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi cũng đều được hết. Vì cái form dáng của mình cũng rất là nhã nhặn, lịch sự và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mã của mình sẽ là mã H 337. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần gió này. Con này sẽ là cái chất liệu vải gió mềm mịn thoáng mát. Mã H 338, chiều dài là 101, bụng là 68-86, đùi là 30 và ống là 21 cm. Cái form của mình cũng là cái form suông, ống rộng rãi thoải mái. Chất liệu gió của mình thì sẽ là cái chất liệu gió một lớp thôi, nhưng mà nó sẽ là cũng đủ cái độ dày dặn vừa phải để quý chị chúng ta sử dụng, mặc sao cho chắn gió chống bụi nó được tốt. Và thứ hai nữa là mình mặc nó cần phải thông thoáng, thoáng mát để chúng ta sử dụng trong cái thời tiết hiện nay. Mã hôm này sẽ là mã H 338. Và lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ các cái họa tiết ở bên trên quần này, cực kỳ đẹp luôn. Với cái sản phẩm này thì các cô các chị chúng ta cũng có thể là sử dụng em này, một thiết kế quần rất là đẹp, hợp lý để quý chị chúng ta có thể sử dụng. Mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ, hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đánh xe chạy bộ buổi sáng đều rất là ok. Mã hôm này sẽ là mã H 338. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần với tông màu đen. Em này thì sẽ là một cái form dáng cực kỳ to luôn. Và cái form ống rộng rất là rộng rãi này. Bác nào chúng ta cao to một chút chúng ta lựa em này mặc thì sẽ rất là hợp lý. Mã H 339, chiều dài là 98, bụng là 80-86, đùi là 34 và ống sẽ là 28 cm. Một thiết kế cơ bản có túi trước túi sau, cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ này. Cho quý chị chúng ta được coi kỹ toàn bộ các cái chi tiết của sản phẩm. Mặt đằng sau cũng có túi cho mình luôn. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, chất rất là đẹp luôn, chất mềm mịn, mặc lên form dáng đúng form chuẩn form. Ở trong quý chị chúng ta coi kỹ lại form dáng của sản phẩm này, nó sẽ là cái thiết kế kiểu quần ống rộng. Mã của em này thì sẽ là mã H 339. Mọi thông số nhà sản xuất sẽ ghi vào phía bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta. Màu xám con này sẽ là cái tông hơi xám mỏng một chút. Mã H 341, chiều dài là 87, bụng là 72-88, đùi là 30 và ống là 16 cm. Một cái con quần thiết kế cơ bản với cái phần cạp sẽ là cạp
chun co giãn. Ở đây sẽ có dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng. Mặt đằng sau có túi này, đằng trước cũng không thể thiếu được các cái phần túi chéo này để cho quý chị chúng ta có thể sử dụng đựng ví tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Form giá của em này cũng là một cái form rất là gọn gàng, thích hợp cho quý chị chúng ta lựa, chúng ta mặc đi chơi đi làm hoặc là các bác chúng ta mặc ở nhà thôi cũng rất là đẹp rồi. Và mã của em này sẽ là mã 341 này. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà Sành Đồ Gì để chúng ta đặt hàng chốt đơn em này. Ở trong này thì sẽ là tem mác của sản phẩm này, đầy đủ luôn nên là quý chị chúng ta hoàn toàn chúng ta yên tâm. Còn về chất lượng, nhà Sành Đồ Gì bao chất cho quý chị. Đó, tiếp theo là chúng ta cùng đến với cái sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, sẽ là một thiết kế quần dài cho quý chị chúng ta lựa, chúng ta mặc ở nhà. Một con quần với cái chất liệu vải cực kỳ mềm mịn và co giãn tốt, mã 342, chiều dài là 90, bụng là 70-88, đùi là 27 và ống là 23 cm. Cái phần gấu của mình nó sẽ là kiểu hơi ôm lại một chút, thì là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này. Với tông màu đen thì nó rất là dễ mặc, dễ dùng rồi. Các bác có thể là phối đồ với tất cả các thể loại trang phục với các tông màu khác nhau, mình đều có thể sử dụng với cái tông màu đen này. Và cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu hơi co giãn này, nó có cái độ co giãn nhẹ để quý chị chúng ta mặc lên sao cho nó thoải mái dễ chịu. Bên trong này thì sẽ là có cho mình một cái phần dây đai để quý chị có thể là điều chỉnh cái cạp này sao cho nó thật là vừa vặn. Mã của sản phẩm sẽ là 342. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này, một thiết kế của nhà Uniqlo, thì quý chị chúng ta cũng nhanh tay là liên hệ đặt hàng với nhà Sành Đồ Gì. Mã của mình thì sẽ là mã 342. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Sành Đồ Gì xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ nhà Sành Đồ Gì bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Gì ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.